không thôi bây hình lên cổng tao mở thật sự đi. Thôi tụi bay im lặng trật tự đi, tao mới mở tivi lên được chứ. Từ từ nha, tao sẽ cho tụi bay coi cái này, chắc chắn là tụi bay sẽ ghiền luôn cho coi. Trường hợp nào mà nó như thế này cả, mà tôi cũng phải phục cho cái anh công an nữa, chứ phải tôi đánh cho mày. Ê trời ơi, thằng zombie mày mở không, tôi cũng đỡ lộn ông đã lên chi vậy. Từ từ tao mở lộn đài mày ơi. Ôi, âm thanh gì vậy? Bây giờ mới đúng nè, tụi bay nhớ cái tập mà bữa Seren hi không? Hôm đó tao đi mua kem chống nắng rồi bị bắt, tụi bay đến giải cứu tao á. Trời ơi, tụi bay là một cái lũ nhát gan. Gì nhìn tao dữ vậy? Tao nói không đúng hả? Đó mà bây giờ nó quay trở lại là tao sẽ búng trứng cút của nó bay lên ngọn cây luôn cho mày coi nè. Nó không dám quay lại trường Master Cool này nữa. Tại vì sao? Tại vì đã có thầy Herocry mạnh mẽ rồi. Đã từ lâu trong lòng không có ai. Umeka sai bông hồng gai xước tay. Anh em phải hết sức bình tĩnh. Bây giờ chúng ta phải điểm danh để coi đứa đứng trên trảnh là đứa nào mà nó chơi ngu dữ vậy. 1 2 3 4 à, 5 6 cộng 1 xỉu. La 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 la
Hello, xin chào mấy em. Mấy em làm gì thấy thầy mà xỉu hết trơn rồi. Lâu lâu phải cho thầy thay đổi phong cách xíu chứ. Đâu có nhất thiết là lúc nào thầy cũng phải thật là mạnh mẽ đâu. Nhưng mà thầy biến thành mèo thấy ghê quá thầy ơi. Đúng rồi thầy ơi, nghĩ thì ơi, đừng làm gì nữa, trời ơi, mày xuống. Hình như là tôi chịu mấy em quá rồi, mấy em hư đúng không? Tại vì buổi tối hôm nay trời hơi bị lạnh nên thầy muốn bận cái bộ đồ này cho nó ấm cúng một xíu đó mà. Rồi thôi bỏ qua chuyện đó đi. Và thầy chào mừng tất cả các em đã quay trở lại với Master Cool và thầy là Herodrite đây. Sau một tuần không có buổi học nào do con virus corona gây ra thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một cái buổi học mới nha mấy em. Thì để kiểm tra bài cũ của mấy em thì chúng ta sẽ bắt đầu một bài học mới. Thầy ơi, tính ra nó không có liên quan gì luôn á thầy ơi. À thầy xin lỗi, thầy nói lộn cái lời thì thầy nói lỡ cái lời thầy nói lộn thôi. Để kiểm tra lại kiến thức cũ của mấy em thì chúng ta hôm nay sẽ làm một bài kiểm tra toán. Ủa, Huy đẹp trai là kiểm tra cái gì vậy thầy? Ủa, lộn. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra toán. Rồi bài kiểm tra này cũng nhanh thôi, mấy em chỉ cần làm xong là nộp bài cho thầy là chúng ta sẽ được về. Các em yên tâm, cái bài kiểm tra này cũng rất là ngắn gọn thôi, các em chỉ cần làm xong là sẽ được về thôi. Không lòng vòng, thầy như Hải Phòng. Đó. Thầy ơi, cái bài kiểm tra này là bài kiểm tra 15 tiết á thầy. Người làm chừng nào xong mới được về hả thầy? Tất nhiên đây là cái bài kiểm tra 15 phút thôi mà em đã hỏi mất 2 phút của cuộc đời em rồi đó. Trời ơi, có 15 phút hả? Em làm suốt cuộc đời cũng được bài này nữa. Tưởng gì toán là dễ, cái này mình biết nè, mình sẽ làm 1 phút là xong. Quá ngon luôn. À trời ơi, Bitman giỏi thiệt á, Bitman rất là tự tin về khả năng làm toán của mình đó mấy em ơi. Chắc tại họp phụ huynh xong nó đã ngộ ra được chân lý rồi đó. Trời ơi, dễ quá dễ luôn, câu 1, câu 2 biết, còn mấy câu còn lại em không biết gì hết. Trời ơi. Nói chung là không một trên bay đúng rồi, bảy mươi hai là cộng đi cộng cho ba đi bảy nữa là cộng cho bốn ba sáu cộng cho bảy đi bảy cộng mười cộng bảy giờ sáu phía đất bốn mình bảy cho năm cộng mười sáu chín bảy mươi bốn bấm ra đó 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 là cái hồng ba mươi lăm năm rồi. Ơi, xong rồi thầy ơi. Trời ơi, mày chơi vậy ai chơi lợi, mày hách mày chơi mình mày luôn đi. Nó làm bài mà không cần đụng tới cái giết luôn á. Không nói nhiều với em. Bài ạ. Một phần mấy sao tính hoài không ra vậy. Bây giờ chỉ còn cách cuối cùng là qua để bài của thằng Ma Xương Trắng thôi chứ một cộng một bằng mấy mình không biết. Cái bài toán 1 cộng 1 bằng mấy đâu rồi ta? Sao không thấy nó làm ta? Kì ơi, vậy nó làm cái gì ta? Tự nhiên có ai sau lưng mình thì phải. Đâu rồi ta? Bài 1 cộng 1 bằng mấy? Rồi chứ mấy em ơi, chúng ta chỉ còn có 3 phút cuối cùng thôi đó nha. Cái bài này rất là quan trọng, thầy chỉ cho mấy em làm cho vui thôi chứ không có lấy điểm đâu.
Trời, nó làm vậy nó thơm vậy. Ở gì vậy mày? Ở gì vậy? Cái gì mà nguy hiểm trời đất vậy? Ở gì vậy? Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Lần này Sudanihia đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Nó có một sức mạnh và cái độ khổng lồ của nó đã bự hơn xưa. Và sức mạnh công phá bằng âm thanh của nó đã tăng lên gấp nhiều lần so với trước. May mắn quá rồi, cuối cùng nó cũng đã chịu im rồi. Em có sao không? Em có sao không? Người ai cho người vô lớp của ta vậy hả? Cái con quái vật đầu lo kia. Mau cút ra khỏi lớp của ta đi. Người làm gì? Người dám đánh ta? Ripper! Hả? Sao có nhiều Serenhill đến như vậy? Trời ơi, không xong rồi mấy em ơi, bây giờ chúng ta phải chạy khỏi nơi này thôi. Các em mau chạy ra sân banh đi, chỗ đó có một chiếc xe đang đậu sẵn, chúng ta sẽ đi thôi. Đây là chiếc xe Dubai mạ vàng của thầy, nhưng mà hôm nay sao nó chạy không được nữa, thầy đề máy quậy nó không chạy. Trời ơi, chiếc xe mua mấy triệu đô cái gì mà cùi mía quá vậy, bây giờ đang cần á, nó tới rồi kìa, mấy em thắt dây an toàn vô nha, bây giờ chúng ta sẽ giọt thật là nhanh thôi, nhanh lên đi, ngồi cẩn thận đó. Lẹ lẹ thầy ơi, chúng ta mau rời khỏi nơi này đi thầy ơi. Lên đường nha mấy đứa ơi, 1, 2, 3, đi. Trời ơi thầy ơi, bao nhiêu con đường thầy không đi, tự nhiên thầy bay xuống cái mương này rồi sao mà chạy được nữa thầy ơi. Đây là chiếc xe buýt chứ đâu phải là tàu ngầm đâu. Em cứ yên tâm đi, xe thầy có khả năng chạy dưới nước mà. Qua được chỗ nước này chúng ta sẽ tới đường thẳng để về thành phố. Rồi thầy ơi, chiếc xe của thầy bị gì cho nó không chạy nữa. Tự nhiên thầy đứng lại đây, nước nó ngập tới háng luôn rồi nè. Chiếc xe nó chỉ bị tạm thời bị hư thôi. Bây giờ em bắn xe kia đi, thầy sẽ sửa xe, khi nào xong chúng ta sẽ đi tiếp. Bây giờ thầy sẽ ở đây sửa xe, khi nào xong thầy sẽ kêu em. Ok thầy cứ yên tâm, bây giờ em đi đây. Nhớ là phải cẩn thận nha Zombie. Em biết rồi thầy ơi. Chiếc xe này khởi động đi, sao cái giờ này nó lại bị hư? Ai con quái vật đầu cầu kia, mày đừng có tưởng là tao sợ mày nha. Mày bước tới tao bắn mày gán chịu á. Đừng có bước tới nữa mà, tao kêu mày đừng có bước tới mà, sao mình lì dữ vậy. Ê, đừng có bước tới, bắn vô chân cút mày á nghe. Nhanh lên đi, lâu quá thầy ơi. Gần xong rồi, trời ơi, từ từ em đợi xíu nha, gần xong rồi Zombie ơi. Lẹ cho thầy, gần gãy cây súng luôn rồi đó. Nó đâu rồi? Trời ơi thầy ơi, bị gãy bên luôn. Trời ơi, cái con gà này.
kiểu gì mà thầy đụng con gà chết nắp luôn vậy thầy? Trời ơi, ngày hôm nay chúng ta chỉ được ăn cháo gà hả thầy? Vừa được đi du lịch và vừa được ăn cháo gà nữa, vui thiệt luôn á. Nhờ cô Seren kia hôm nay mới biết là ở đây có nhiều cảnh đẹp đến như vậy. Em ước gì ngày nào nó cũng đến trường của mình để thầy chở em đi du lịch khắp nơi. Trời ơi, cái thời điểm này mà nó còn vui được nữa chứ. Thầy đang rất là sợ đây nè. Nó mà đuổi kịp xe chúng ta thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Bây giờ chúng ta sẽ chạy vô thành phố để báo cảnh sát, nhờ cảnh sát giúp chúng ta. Thầy là người chạy xe rất là an toàn, mấy em cứ tin tưởng thầy đi. Chúng ta sẽ tới thành phố sớm thôi nếu xe không có trục trặc gì. Còn thầy là đứa... may mắn quá. Mấy em có sao không? Mấy em phía dưới có sao không? Trời ơi, Bitman ơi, chỗ mấy em ngồi mày đưa đít vô mặt tao. Bitman, đi ra Bitman, Bitman. Chết tao luôn rồi. Trời ơi, thầy thắng gì ghê quá, máu chạy về não rồi, sắp chết luôn rồi nè. Thầy ơi, bây giờ chúng ta tiếp tục đi thầy ơi, đêm thôi là không kịp nữa đó thầy. Ở chỗ này như vậy nguy hiểm quá thầy ơi. Nó mà gượt kịp coi như là chúng ta sẽ băng xác đó thầy ơi, nhanh lên đi thầy ơi. Kìa em nhìn phía trước đi coi chúng ta phải chạy đường nào. À trời ơi, không thể như vậy được. Đường chúng ta đã bị chặn bởi mấy cục này rồi sao? Toàn rồi ông giáo ơi. Bánh xác thật sự rồi. Hả? Đã có chuyện gì xảy ra phía trước mà lửa cháy dữ vậy ta? Hình như đó là Siren kia. Vậy là đã có người gặp nạn rồi. Hả, cái con quái vật này, hôm nay mình sẽ trừng trị nó. Ha, thì ra là Seren Hill nó đã tấn công thầy và tất cả các bạn của mình. Hờ, thầy đâu rồi ta? À, tất cả mọi người đã được an toàn rồi, thầy phía trước. Cứu tao. Thứ đã gieo nỗi khiếp sợ cho trường học quái vật chính là Seren Hill. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Xem đây. Được rồi, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của Spider-Man. Dám đụng tới trường Motor School thì coi như hôm nay là ngày tận của người Seren Hill. Là người có muốn nói gì nữa không trước khi chết? Cái âm thanh này thật là khó chịu quá đi. Ba, thằng người im mồm luôn đi. Spider-Man sức chưa? Sao mà nó mạnh dữ thần vậy? Tôi tưởng nó yếu lắm chứ. Sức mạnh của Siren Hill bây giờ nó đang ở một đỉnh cao thế giới. Không ai có thể tiêu diệt được nó. Liệu Spider-Man của chúng ta có thể tiêu diệt được Siren Hill hay không? Trời ơi, mới bao dừng tay lại. Ngươi quậy phá bao nhiêu đây là đủ rồi. Bao dừng tay lại đi Siren Hill. Ta sẽ trói ngươi lại bằng dây nhện nghìn năm của đội ông cứu nội của ta để lại. Ngươi không thể nào thoát ra được đâu. Đừng cố gắng mà cựa quậy như vậy nữa. Đứng yên đi, để xem bây giờ ngươi làm được gì nữa. Sẽ cho ngươi té sấp mặt ra nè. Luôn cái miệng ngươi lại. Này thì kêu tiếp đi. Đây là cái kết đáng đời cho nhà ngươi Siren kia. Khôn hồn thì mau biến đi và đừng bao giờ quay trở lại đây nữa. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Tất cả mọi người đã an toàn rồi. Bây giờ mình phải đi thôi. Tất cả mọi người mau khỏe lại nha. Tạm biệt, hẹn vào một ngày đẹp trời sẽ gặp lại tất cả mọi người. Spider, có phải là em không? Nếu là em thì hãy mau quay trở lại trường học đi. Tất cả mọi người rất là cần em. Em hãy quay trở lại trường học đi Spider, có phải là em không?
Xin lỗi, nhầm người rồi, tôi không phải là Spider đâu. Tạm biệt và hẹn gặp lại, chúc may mắn thầy giáo Andrew Cry. Và cuối cùng, con quái vật đầu lo Siren Hill đã bị tiêu diệt bởi Spider-Man. Cuộc chiến đã kết thúc, quái vật đầu lo cũng đã bị tiêu diệt. Và tất cả mọi người trong trường Motocool đã được an toàn. Spider thật sự là một người hùng, anh ấy đã bảo vệ được tất cả mọi người. Và giờ đây hãy gọi anh ấy là Spider-Man. Các bạn xem xong video nhớ like và subscribe để cho thầy Herocry và tất cả các bạn mau khỏe lại nha. Tất cả anh em.